Nam một nữ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
quá à. Ngồi đây nó hạ rơi vào đầu mất. Bây giờ chúng ta sẽ đi thẳng lên trên này. Có một cái nó gần hạ luôn. Anh không rõ đâu, em đến em thử hỏi xem thử, hỏi cái ông kia. Tám trăm thì mắc quá. Ta đi thẳng lên trên cái này nhé. Đây, bây giờ bãi biển nó mở rộng ra phía này. Trước nó nằm ở sâu cách đây một gần một cây số. Nhưng bây giờ thì lại chạy ra phía này luôn. Đầu kia rất là đông luôn. Đầu này rất là đông luôn. Thank you.
Thôi, khả năng là Minh Toàn xin phép dừng video này ở đây. Bây giờ thời gian này cũng đã là 18 giờ rồi. Minh Toàn tranh thủ Minh Toàn ạ, về có chút việc. Cảm ơn các anh chị và các bạn đã xem video này. Hẹn gặp lại các anh chị và các bạn trong những video tiếp theo.